Đơn vị tổ chức Blackpink tung giá vé chính thức cao hơn sơ đồ vé trôi nổi trên mạng xã hội. Sau khi Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận cấp phép cho đêm nhạc Blackpink diễn ra tại Hà Nội, đơn vị tổ chức sự kiện này cũng chính thức tung ra sơ đồ chỗ ngồi và giá vé. Cuối tháng 6 năm 2023, khi nhóm nhạc Blackpink của Hàn Quốc chia sẻ thông tin về việc sẽ có hai buổi biểu diễn tại Hà Nội, cơn sốt vé lập tức lan rộng, dù thời điểm đó phía đơn vị tổ chức chương trình này chưa hoàn tất hồ sơ xin cấp phép với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Một bức ảnh không rõ nét được cho là ảnh chụp sơ đồ kèm theo giá vé xem hai đêm diễn này được đăng tải trên khắp các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. Theo đó, vé tin đồn được chia làm 8 loại với các mức giá 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6,5 triệu, 8 triệu đồng mỗi vé. Không dừng lại ở đó, nhiều tài khoản mạng xã hội tự quảng cáo là có mối mua vé, nhận cọc tiền để mua vé, thậm chí có sẵn nguồn vé thanh lý để bán lại cho người nhu cầu. Tình trạng thông tin trôi nổi về vé trên mạng xã hội đã khiến phía đơn vị tổ chức phải lên tiếng cảnh báo mọi người cảnh giác, không tin theo cò mồi để tránh bị lừa đảo. Cho tới mới đây, khi chương trình chính thức được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cấp phép, diễn ra vào tối 29 và ngày 30 tháng 7 năm 2023 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, ban tổ chức sự kiện được chú ý này mới công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé cho tất cả các hạng ghế. Cụ thể, giá vé thực tế xem hai đêm diễn trên không giống như giá vé tin đồn khi chỉ có 7 loại vé gồm 1,2 triệu, 1,8 triệu, 3,8 triệu, 5,8 triệu, 6,8 triệu, 7,8 triệu, 9,8 triệu đồng mỗi vé. Như vậy giá thấp nhất là 1,2 triệu đồng mỗi vé và cao nhất là 9,8 triệu đồng mỗi vé. Ban tổ chức cũng ghi rõ về quyền lợi riêng dành cho hạng vé VIP có giá 9,8 triệu đồng mỗi vé là khán giả mua vé. VIP sẽ được tặng riêng set 8 tấm hình dành riêng tại Hà Nội của Blackpink, vật phẩm độc quyền, bộ thẻ VIP cùng dây đeo, đặc quyền vào sân sớm ưu tiên. Vé đứng sẽ được đánh số theo xếp hàng và vé ngồi được đánh số theo vị trí ghế ngồi. Vé xem hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội sẽ được mở bán chính thức vào 12 giờ trưa thứ Sáu cho ngày công diễn 1 và 14 giờ cho ngày công diễn 2. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, mỗi lượt giao dịch được giới hạn mua tối đa 4 vé. Đây được xem là mức giá khá cao so với mặt bằng giá vé các chương trình có nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam, nhất là khi đối tượng khán giả xem Blackpink chủ yếu là học sinh, sinh viên và những người trẻ hâm mộ ban nhạc đến từ xứ sở kim chi. Được biết, trong chuyến lưu diễn quốc tế của ban nhạc Blackpink, giá vé các đêm diễn của ban nhạc này tại các nước trong khu vực Đông Nam Á dao động từ 1,3 triệu đến 10 triệu đồng mỗi vé.